Hôm nay ngày 11 tháng 8 thì mình tiếp tục cắt nho để ship hàng cho khách ở Hà Nội. Một khách 10 cân một thùng, một khách 5 cân một thùng. Đấy. Nho ở nông trại Chimy thì nó vẫn đang gối vụ. Có những quả đang được thu hoạch đây, ví dụ như chùm đen kia và những có những chùm màu xanh thì sẽ được thu hoạch trong tháng 8. Những chùm đỏ trong tháng 8, còn những chùm xanh này sẽ thu hoạch tháng 9. Nên là các bạn yên tâm là nho ở Chimy thì cái đợt này thì nó cũng là thời điểm cuối vụ, nhưng mà nó vẫn sẽ gối nhau. Vẫn sẽ gối nhau, quả là các lứa quả sẽ gối nhau để làm sao mà các cái quả nó sẽ ra từ tháng 8, chín từ tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11. Đấy, cái lô quả, cái lô cây mà mình đang chăm sóc kia thì nó sẽ chín vào tháng 11. Nó thì có nghĩa là cái năm nay mình sẽ phục những vụ nho, phục vụ nho lai dai từ tháng 8 đến tháng 11. Đúng không? Vẫn có nho xanh để chăm sóc. Bên cạnh chùm nho xanh thì có chùm nho chín. Thì cứ lai dai. Đây, mình đang bị rất nhiều ong đất. Đây, ong đất. Đấy. Dâu, nho này mình cũng rất hạn chế phun thuốc nên là bây giờ là ong này. Bạn biết ong nó rất kỵ với lại thuốc, nhưng mà đây ong này nó đến nó ăn này. Nó ăn nhiều kinh khủng, nó phá hoại của mình kinh khủng luôn. Đây, vừa là mình hái, tranh thủ mình hái trước thì mình đã hái được một giỏ rồi. Giỏ này tầm khoảng 3 cân. Đó. Nó khá là đầy rồi, nên là mình sẽ mang về cái sọt của mình. Nặng phết. 3 cân này, các bạn nếu mà cầm tay để xách như thế này, mỏi tay gớm ấy. Đây. Hiện tại thì để vận chuyển nông sản về các tỉnh thì chủ yếu đi bằng xe tải. Xe tải thì hiện tại có một cái xe tải về Hà Nội đang đi lúc 10 giờ. Thì mình đang tranh thủ, bây giờ là gần 8 giờ rồi. Mình tranh thủ mình hái, đóng gói. Đây, cái sọt của mình đây. Đây, cái sọt của mình đây. Đi bắt chim các cu. Chim gì đây? Cá mào. Cá mào à? À. Cái sọt của mình, sọt này đang khoảng độ 8-9 cân rồi. Tiếp tục hái thêm vài sọt này, vài giỏ này nữa thì về mới đóng gói được. Đêm qua vừa mưa một trận lớn xong. Nho khá là sạch. Chia sẻ thêm với bạn nào còn chưa biết về nho Chimy. Nho ở Chimy hiện tại thì đã trồng được tổng diện tích là 7.000 m2. 7.000 m2 có nghĩa là nếu mà so với sào Bắc Bộ thì nó khoảng 20 sào. 20 sào có nghĩa là 2 mẫu ở Bắc Bộ đấy. Tổng số cây nho là cỡ khoảng 2,5 m một cây. Vậy là 2.000 cây. 2.000 cây thì nó là 5.000 mét rồi. Cỡ khoảng 2.600 cây rồi. 2.600 gốc nho rồi. Đây, những gốc nho như thế này. Đây là những gốc nho mình trồng năm thứ 2 rồi. Thì nó lớn như thế này. Còn những gốc nhỏ nhỏ thì đằng xa kìa. Mới nhất là đằng xa kìa. Xanh xanh đấy. Chỗ mà mọi người đang làm việc kìa. Cái giống nho ở Chimy thì có giống nho ngọc trai đen. Ngọc trai đen. Đây, đây là quả ngọc trai đen. Nó chùm chuỗi. Chùm chuỗi như một chuỗi ngọc ấy. Nó màu đen. Cái nho này thì nó ăn nếu mà chín vừa tới là nó giòn, vị nó giòn giòn. Đấy, còn quả thì nó lại không có hạt. Đó.
độ ngọt tương đối. Ngoài ra thì bên mình có giống ngón tay, khá nhiều bạn quan tâm đến ngón tay. Đấy, nho ngón tay quan tâm đến các loại giống nho ngón tay, rồi có bạn thì quan tâm đến nho mẫu đơn. Đấy, thì những cái loại nho như ngón tay hay mẫu đơn thì khó trồng hơn, năng suất thấp hơn. Đấy, nên chắc chắn là giá bán sẽ cao hơn. Đấy, chín nhiều, chín đen luôn. Đây là năm đầu tiên mà Chimy, nông trại Chimy Mộc Châu thu hoạch được quả nho. Năm đầu tiên làm thì cũng có rất nhiều bỡ ngỡ. Đây, các bạn thấy. Đây, mình vừa cắt một chùm đây. Chín đen. Chín đen như này. Đó. Vừa đủ để. Đấy, quả rất là cứng. Mình đóng gói nó dễ. Có một đặc điểm đó là hái chục cân nho này thì đơn giản và nhàn hơn hái chục cân dâu tây rất nhiều. Cái quả nho này khi mà mình đóng gói mình chỉ đo vào thùng cắt tông thôi. Thùng cắt tông sau đó là mình từng cái lớp quả thì mình sẽ cách nhau bằng một lớp giấy, lớp giấy ăn. Đấy, thùng thường mình đóng thùng 10 cân, nếu mà có thùng xốp ấy thì mình sẽ đóng được thùng 15-20 cân. Thùng xốp thì nó sẽ định hình được. Đây, cái chị khách mà mua của mình đây thì hiện tại chị đang mua và cung cấp thực phẩm về cho khách ở Hà Nội, hay cung cấp rau củ quả, rồi cả đây, hoa quả, hoa mộc quả theo mùa Mộc Châu, hoa quả theo mùa Sơn La. Đây. Cái nho của mình bị bọn ong này nó sôi ác liệt luôn. Đây. Lại một chú ong nữa. Đây. Con ong này. Đấy. Con ong rất to đùng luôn. Đây. Bạn nhìn thấy không? Đấy, con ong đất đấy. Nó ăn chùm nho của mình. Mỗi một con ong đất này mỗi ngày nó phải ăn vài trái. Nó ăn khiếp luôn, nó ăn khoét đây này. Nó ăn khoét quả luôn. Nó ăn hết một quả, mỗi con nó ăn một quả. Loáng cái nó ăn hết một quả. Trời. Đây là một chùm nữa này. Hai chùm lên lúc. Hôm trước thì mình có đặt hàng cái túi không dệt, túi vải không dệt đấy, để chuyên cho bọc hoa quả. Đấy, chuyên bọc hoa quả, mình sẽ bọc cái chùm nho này lại. Bọc cái chùm nho này lại thì nó sẽ cánh tránh côn trùng ăn, đặc biệt là cái loại tham ăn như con ong đất như vừa rồi. Chùm dài không các bạn? Mê. Chùm vừa rồi mê thật. Này. Chùm này ngón vài quả nó còn chưa chín hẳn là cua đuôi này. Thường nho nó chín thì nó chín từ trên xuống dưới. Đấy, những quả trên đầu cuống thì chín trước. Đấy, những quả ở dưới cuống thì chín sau. Nên là để cho trái nó chín đều ấy thì cũng phải có kỹ thuật tỉa quả khi nó còn non. Đấy.
tỉa làm sao mà cho nó chùm thành chùm dài. Đấy, chùm dài thì nó sẽ giúp cho quả chín đều hơn. Còn nếu mà để chùm nó thành cái chùm nó xù ra to toàn cành là cành thì nó lại không chín đều được. Khi mà không chín đều được thì khi những quả trên chín trước và dưới chín sau thì quả nó không ngọt theo đều. Đấy, quả nó không ngọt. Nó có những quả thì rất ngọt rồi, tại vì nó chín, nó chuyển hóa đường rồi. Có những quả thì lại chưa được ngọt. Đấy, cái điều đấy cũng làm giảm cái chất lượng sản phẩm, cảm nhận như thế nào. Tại sao lại cái đồ chùm lại có những quả khác nhau. Đây, con ong này. Là ăn của mình khiếp luôn. Đấy, hôm qua mưa này. Mưa nên quả khá là sạch. Mùa mưa trồng nho này nó cũng có một cái hạn chế rất nhiều. Đó là mùa mưa thì quả muốn ngọt thì là phải xiết nước vào. Có nghĩa là khi mà trong cái quay các bạn quả mà đang chuẩn bị chín đấy